Development Academy. Em thì là con thích con học tại trung tâm Usimat Lĩnh Nam. Bạn Quang Thịnh đang học tại trung tâm Usimat Lĩnh Nam. Bây giờ cô sẽ thử Quang Thịnh một phép tính nhá. Vâng. Con sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. 3 cộng 1 trừ 2 cộng 5 trừ 2 cộng 1. 1 trừ 2 cộng 4 trừ 9 cộng 6 trừ 5 cộng 1. 5 trừ 2 cộng 3. 1 trừ 4 cộng 2 trừ 5 cộng 2. 5 trừ 4 cộng 1 trừ 5 cộng 1. 7 trừ 4 cộng 3 trừ 5 cộng 6 trừ 9 cộng 6 trừ 5 cộng 9. 8 1 bằng 19. 19 là đáp án chính xác. Cô thử Quang Thịnh của phép tính nữa nhé. Vâng. Rồi chuẩn bị. 8 trừ 5 cộng 6 trừ 4 cộng 2 trừ 5 cộng 2. 5 trừ 4 cộng 1 trừ 5 cộng 1. 5 trừ 2 cộng 4 trừ 2 cộng 1 trừ 5 cộng 6 trừ 9 cộng 7 trừ 5 cộng 2 9 trừ 3 cộng 1 5 bằng 16 là đáp án rất chính xác. Cô cảm ơn bạn Quang Thịnh. We are in the best mental development.